thân chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay em sẽ làm một cái video là trồng lan kiếm bicolor. Thì cái loại bicolor này là của rừng Mang Giang, em sưu tầm là theo khóm về đó, chứ không có được mua hàng ký đâu. Bởi vì ở cái dòng đó thân lá nó rất là to và mình mua theo khóm về. Thì em show cho các anh chị xem là đây là mặt hoa của Dendro. Dòng này là dạng em mua gọi là chớp á, mà về nó sổ ra như thế này nè. Thì loại này nó ra là Yellow Gold Orange gì của Thái Lan đấy. Thì tên tiếng Anh thì hỏi lại bất kêu loại này cũng được, thì cũng chơi cũng được. Nhưng mà nó giống như bên soda vậy đó, nhưng mà nó không có mùi thơm không. Loại này thì không có mùi thơm. Thì để chơi chơi thấy nó lên màu vàng màu cam mình thấy cũng hay hay. Đây là cái chậu bicolor này. Cái dòng bicolor này thì cụ tép nó sẽ khác với lại lô hội. Hôm nào em sẽ làm một cái video khi mà nó có hoa của nhiều loại cây như lô hội bicolor càng ra, thì em sẽ làm một cái video để cho các anh chị xem so sánh lại các mặt hoa. Bởi vì hoa nó nở không có đồng bộ nên thành ra mình không có thể làm những cái video được. Thì bây giờ củ này lên đẹp rồi, một lát nữa em sẽ tách. Rồi em sẽ chuẩn bị là vỏ thông. Đây là vỏ thông size 1-2. Thì cái cách xử lý của mình thí dụ như luộc nè, hấp nè, rồi ngâm vôi nè. Thì thường thì em sẽ ngâm vôi, bởi vì ngâm vôi trong 1-2 ngày thì ok rồi. Mình đem lên mình rửa sạch lại, rồi mình trồng lan là gọi là được rồi đấy. Nó đỡ hết nấm rồi, đỡ hết một số vi khuẩn nó rồi. Còn luộc hấp thì tốn công phu quá, không có son nồi với lại không có đủ thời gian củi lửa đâu. Thì tùy theo mỗi gia đình thôi. Anh chị nào thích luộc thì luộc, thì luộc thì nó nhanh rồi, bỏ lên luộc thì nó ra nhựa nữa đó, thì nó ngon. Thì bây giờ mình sẽ ngâm. Thì đây là vôi nông nghiệp, vôi sát khuẩn chuồng trại đó. Thì em sẽ đổ nước vô và em ngâm. Mình sẽ đảo đây rồi thôi. Thì như đây thì tùy theo thôi, bỏ càng nhiều vôi thì trong đó có cái chất thì ấy là mình rửa lại sạch càng nhiều. Còn bỏ chừng cỡ nắm vôi rồi bắt đầu mình ngâm, rồi mình sẽ đảo đều lên thôi. Anh chị thấy nước vôi nó tan ra màu trong nè, rồi mình để xíu nữa nó sẽ lắng lại, nó sẽ trong. Ngâm từ 1-2 ngày là mình đem ra mình rửa sạch là được. Rồi lát nữa em lấy cái cây em khuấy đều lại thêm, rồi cho nó ngấm vô trong đó đi. Đây là vỏ thông size 1-2. Thì nếu mà trồng kinh tế á, thì trồng bằng các loại nào cũng được. Nhưng mà đối với em thì trồng kinh tế em chọn sơ dừa, phát triển nhanh, rễ thẳng, tốt, đẹp. Còn trồng mà để chơi, mà để đời lâu 1-2 năm á, thì mình trồng bằng vỏ thông thì sẽ ok hơn. Rồi em sẽ quay lại với cái cây kiếm lô hội. Kiếm lô hội dòng bicolor. Cái kiếm bicolor mà nhiều lúc thấy cũng trang trí thêm, để thêm 1-2-3 cái chậu hoa như thế này nè, dendro nè, để thấy khu vườn của mình nó sẽ đẹp hơn nè. Đây các anh chị thấy à, để thêm thì nó sẽ đẹp thôi, ai thích chơi gì thì chơi. Rồi thì em sẽ quay lại với cái chậu bicolor. Thì để chuẩn bị tách cho bicolor thì em cũng hay dùng là một cái kéo, cái kéo bén và vôi sát khuẩn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành nhổ cây lên, kiểm tra rễ và tách. Ví dụ như ở trong đây nè, bây giờ cái khóm này nó quá già rồi, bây giờ mà tách ra rồi bắt đầu mình lên chậu từng củ nhân giống lại cho sạch sẽ đi. Chứ nguyên một khóm về nhiều lúc không có tách được thì để nguyên bụi cho nó khỏe, mà ai về thì nó cũng phát triển không có tốt lắm, nó được một mầm. Rồi các anh chị thấy à, rễ đi rất là khỏe nè. Nếu mà dời lại để lên đây luôn thì chơi được, nhưng mà mấy củ này xấu quá, xấu quá rồi. Thì giờ mình phải tách chiếc thôi để lấy những cái thân mẹ đẹp chơi. Các anh chị nhìn thấy củ bicolor, củ bicolor như thế này nè. Bicolor là một dòng lô hội luôn nha các anh chị, nhưng mà hoa khác thì chối chấm bi chính giữa thì gọi là bicolor. Bây giờ mình sẽ tách cái củ này ra và trồng rất là đẹp.
Đấy, em trồng bằng xơ dừa đấy, rễ rất là tốt, cũng xốp và xơ dừa. Là các anh chị thấy không? Thì vấn đề tày tách thì cũng khá là dễ thôi. Chậu nhổ lên rất dễ dàng bởi vì chậu nhựa mà. Thấm vô rồi nhổ dễ dàng thôi. Cũng như vậy luôn. Thì đối với cái những cái dòng tách này thì mình cần giữ lại những cái rễ nào mà cảm giác là nó còn được, chứ đừng có để gãy hết rễ. Gãy hết rễ thì mình khó mà có thể giữ. Trồng xơ dừa đó, cái lợi thế của xơ dừa này là mình tách ra rất là dễ, và mình biết được cái nào nó còn và cái nào nó cái rễ đấy, cái nào nó còn và cái nào nó không còn nè. Nó dễ, rất là dễ tách. Ai chà, anh bạn này vướng víu quá. Rồi, đối với vấn đề tách này thì theo cái cách mà em hay tách á, là em sẽ tách chủ lực là lấy cái khóm bi này nè. Thì cái kéo em sẽ đưa một cái đường rất sâu. Bên đây là có một tiết già nè, phải nâng niu và dìu. Và đợt này là tách ra là lấy mấy củ già lại là nhân giống được. Nhân giống được thì nhân giống, còn không nhân giống được thì nó chết thì hư là chuyện rất là bình thường. Nhưng thường thì mình để nguyên khóm á, nó sẽ sức sống, nó sẽ khỏe hơn. Thì thấy nhìn củ bi không? Rất đẹp. Ở đây chắc trước tiên là mình phải lấy cái dao. Cứng nha các anh chị. Chắc phải cắt cái anh bạn này ra trước này. Tại vì cái khóm của nó đi lên á, theo kiểu ở rừng mà. Nó đi lên trên đây nè, nên mình phải tìm được cái mối. Đây, cái củ này nó bị hư từ rừng về luôn rồi nè. Và hôm nay cũng là một ngày mưa bão rất là nhiều. Đối với em tách cái dòng kiếm này vô ở trong cái kiếm á, em tách rất là khỏe nha. Đó, em đã kiếm được cái chốt của nó rồi kìa. Cái bén mình đưa vô mình cắt rất là ngọt. Chủ yếu là mình lấy cái chú trọng trực tiếp vào cái củ bi khỏe thôi. Đây, em tách ra được rồi nè. Cái khóe rất là sâu nha các anh chị. Và bên đây cũng khá là đẹp rồi nè. Có 2-3 cái rễ hư. Thì cái rễ này là chắc chắn hư rồi nè. Này hư rồi nè. Rồi mấy cái rễ này rất là còn nguyên. Đây. Và mình dùng vôi nông nghiệp trám lại. Và rồi các anh chị hãy chú ý cái phần rễ nè. Tất cả các rễ này là đều giữ nguyên được.
Bởi vì trồng sơ dừa á, cái lợi thế nó là vậy đó các anh chị à. Khi mà các anh chị trồng sơ dừa đó, anh chị nhổ lên bộ rễ nó còn y nguyên nè. Anh chị đem xuống để lại, nó rất là bình thường nha các anh chị. Và mình chỉ cần để ráo ráo một xíu là mình để lại vô là bình thường luôn á. Thì trong quá trình xử lý thì chắc ngày mai em mới trồng được. Bởi vì bỏ thông, rồi những vấn đề ấy xử lý nữa. Thì ngày mai em sẽ trồng cho các anh chị xem nha. Đó, mình sẽ vô chậu đây nè. Mình sẽ đặt lên. Thì củ bi rất là đẹp. Đây là một củ bi color nha các anh chị. Khi em vô chậu rồi em sẽ so sánh cho các anh chị xem củ lô hội và củ bi color nha. Và cái vấn đề này vô chậu nó cũng dễ thôi, chứ cũng không có gì mà khó khăn cả. Đó, mình dùng hai cọng kẽm nè, mình đưa vào đây. Thì em cũng hay làm hồi à. Xong rồi mình đặt cây lên đó, theo hướng mà mình muốn chọn đó, mình chọn hướng nào thì mình đặt cây lên theo hướng đó, mình sẽ định hướng. Ví dụ như bên đây ra được một mầm nữa nè, thì mình sẽ đặt cây như thế này lên chậu thì nó sẽ đẹp hơn đó. Khá đơn giản thôi. Rồi mình bỏ vỏ thông vào, rồi anh chị rải thêm ít phân hữu cơ xung quanh, rải vỏ thông vào, rải hữu cơ xung quanh. Rồi anh chị nào thích thêm đá bọt hay gì đó, tùy các anh chị, tùy vào người chơi, tùy vào khu vực. Có cái gì mình tận dụng cái đó được, chứ không nhất thiết là phải trồng giống theo ai. Rồi, anh chị xem video á, có thấy video hữu ích thì có thể like, đăng ký kênh để theo dõi những video em làm tiếp theo nha. Và em chuẩn bị ra cái video là so sánh khi lên chậu ngày mai, rồi em lên chậu củ bi này nè. Em sẽ so sánh củ bi color này với lại lô hội cho các anh chị xem là thân thủ bi color sẽ như thế nào, mà lô hội như thế nào cho các anh chị. Đây, củ bi khá là đẹp này. Nè. Rồi, thân chào tất cả các anh chị nha. Mai em sẽ vô chậu rồi em sẽ soi lại cho các anh chị xem.